Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tiếng Anh cho người Việt của mình nha. Thì ngày hôm nay á các bạn, ngày hôm nay á mình sẽ nấu món bún sườn bò nha. Thì nguyên liệu không thể thiếu đó là mà cái mấy cái sườn bò này bạn, nhìn rất là ngon luôn nha. Nó có nạc rồi, nó có mỡ nè, nó có lấy mấy cái vân, rất là ngon. Cái sườn thế này ăn rất là ngon, các bạn nhìn thấy nè, mỡ nó bị lấy, nó lọc ra hết rồi, còn lại cái thớ của cái miếng sườn nè, cho nên cái phần này ra ăn rất là ngon các bạn. Còn tiếp theo đó là cái cục huyết, huyết rất là mắc, bấy nhiêu đây mà tới là bấy nhiêu đây luôn á, mà tới là lấy 35.000 bấy nhiêu đây nè. Rồi bây giờ mình còn có một ít cái lấy rau sống các bạn ạ. À, thì mua ngoài chợ về thì có bắp chuối, rau giá và salad này, lấy rau thơm nữa cũng đã lặt hết rồi các bạn ạ. À, thì mua bấy nhiêu đây chắc cũng là 30. Rồi tổng cộng toàn bộ tiền thiệt hại cho cái bữa bún ngày hôm nay là khoảng là 400.000 luôn các bạn, khoảng 400.000 luôn các bạn, rất là nhiều. Và bây giờ mình nước sôi rồi, mình bắt nước lại, mình trụng thịt bò nha các bạn. Trần qua trụng cái huyết luôn nha các bạn, trụng cái huyết luôn nha. Rồi các bạn ơi, đó nước nó sôi như thế này nè, đắt rồi mình dùng đũa mình lấy gấp ra nha các bạn. Rồi xong, cái mình bắt một nồi nước khác lên, mình nấu cái lấy nước dùng nha các bạn. Lấy cái nước dùng ra, tí nữa mình cho bò với lại huyết về để mình ninh cho cái nước nó ra, cái nước ngọt từ bò á. Ok, bật bếp đi. Rồi đó các bạn, ở đây mình có một củ hành tím á các bạn. Mấy củ hành tím với lại là mấy cái củ hành tây mình sẽ cắt đôi ra và nướng cho mình nước dùng, để cho nó thơm lên đó các bạn. À, ok. Rồi hành đó các bạn, hành á nó bắt đầu thơm rồi đó, rồi mình cho vào nồi nước dùng. Nước sôi rồi nha các bạn, nước sôi rồi nha, mình cho bò vô. Và bây giờ mình sẽ xắt cái cục huyết này ra nha các bạn, xắt cái cục huyết nó ra đó.
Rồi mình để sắc xong nha các bạn. Mình đã vừa mới sắc xong cái cục huyết ra. Bây giờ mình rửa nước sôi. Nước nó sôi rồi các bạn, mình hạ lửa nhỏ xuống. Hầm cho cái phần xương bò nó mềm ra nha các bạn. Bây giờ mình cho hành ngò đó sắc lát vào luôn nha các bạn, hành ngò sắc lát vào luôn. Rồi mình cho huyết vào luôn nha các bạn. Bây giờ mình rửa rau nha các bạn. Mình cho vào đây một ít muối. Rồi bây giờ mình nêm vào đây một cái ít muối nha các bạn. Muối trắng, muối tinh, muối iốt, muối mịn á. 3 muỗng hạt nêm đầy nha các bạn, 3 muỗng hạt nêm đầy, 3 muỗng hạt nêm đầy nha. Một muỗng đường đầy nha. Mình cho vào đây một ít sa tế nha các bạn, một ít sa tế. Và bây giờ sẽ là một thứ hết sức là quan trọng đó các bạn, để cho mắm ruốc vào. Và một nguyên liệu mà không thể thiếu đó là mình sẽ cho sả vào nha các bạn, cho củ sả vào, chấm nước có thơm. Cái này mình đập cho nó nhuyễn ra luôn. Và đây là cái rổ rau các bạn, mình vừa mới rửa xong các bạn à. Rất là ngon đúng không các bạn, rất là ngon luôn.